Thưa quý vị, huyện ủy Xuyên Mộc tổ chức hội nghị giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đoàn viên, hội viên Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện. Tại hội nghị, lãnh đạo huyện ủy Xuyên Mộc đã thông tin về công tác xây dựng đảng, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo từ đầu năm 2023 đến nay. Tại hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể, các đại biểu quan tâm phản ánh nhiều vấn đề như tình trạng lừa đảo trên không gian mạng, hiểm họa, ma túy tấn công học đường, tiến độ đường 328 thi công kéo dài, gây ảnh hưởng đến người dân, mong muốn sớm có nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp. Lãnh đạo huyện Xuyên Mộc đã giải đáp trả lời thấu đáo từng ý kiến, kiến nghị của đại biểu.